kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang gặp nhau cho bản tin Thế giới thể thao ngày 10 tháng 5 của Bóng đá TV, Thể thao TV. Và chúng ta sẽ bắt đầu chương trình ngày hôm nay tại Premier League. Giải đấu số 1 nước Anh chưa hẹn ngày trở lại. Thế nhưng qua những buổi họp gần đây, có thể thấy phương án khả dĩ nhất để hoàn thành mùa giải là thi đấu tập trung. Tất nhiên đã gọi là khả dĩ thì nó chỉ mang tính tương đối chứ không thể làm hài lòng tất cả. Và trong trường hợp này, những người cảm thấy mình chịu thiệt nhiều nhất là nhóm cuối bảng. Sau Brighton và Aston Villa, đến lượt Watford công khai phản đối kế hoạch thi đấu tập trung của ban tổ chức Premier League. Chủ tịch câu lạc bộ Scott Dusbury cho rằng kế hoạch trên sẽ làm tổn hại tới tính công bằng và toàn vẹn của giải đấu. Ông Dusbury khẳng định hoàn toàn ủng hộ việc thi đấu không khán giả, nhưng nếu Watford không được chơi trên sân nhà Vicarage Road trong phần còn lại của mùa giải, thì đó sẽ là bất lợi lớn. Hiện câu lạc bộ đang đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng sau 29 vòng và đối mặt với nguy cơ xuống hạng. Nếu thi đấu theo đúng lịch trình ban đầu, thì họ sẽ có 5 trận sân nhà trong 9 vòng đấu cuối. Premier League đang dậy sóng vì chuyện lên kế hoạch cho phần còn lại của mùa giải, còn La Liga tạm thời chưa đến giai đoạn này bởi các đội bóng mới chỉ trở lại tập luyện mà thôi. Sau khi trải qua cuộc xét nghiệm bắt buộc và hoàn toàn âm tính với COVID-19, tập thể câu lạc bộ Barcelona đã có thể ra sân và tập luyện trở lại. Có thể thấy các cầu thủ được hướng dẫn tập luyện với các bài tập cá nhân và giữ khoảng cách an toàn. Đáng tiếc, trung vệ Samuel Umtiti đã dính phải chấn thương bắp chân ngay trong buổi tập này. Trước khi La Liga bị hoãn vì COVID-19, Barcelona đang đứng đầu bảng xếp hạng với 58 điểm sau 27 vòng đấu. Atletico Madrid cũng đã trở lại tập luyện sau Barcelona đúng một ngày. Tuy nhiên, họ không thể có được lực lượng đầy đủ bởi hậu vệ Renan Lodi đã được cách ly tại nhà sau khi xét nghiệm dương tính với COVID-19. Các cầu thủ Atletico Madrid đã tuân thủ nghiêm ngặt quy định về kiểm tra thân nhiệt và giữ khoảng cách an toàn trong suốt buổi tập. Tiền vệ Thomas Partey chia sẻ cảm nghĩ của mình sau khi được trở lại tập luyện. Tôi cảm thấy hạnh phúc bởi không dễ để được trở lại sân tập. Chúng tôi đều rất hào hứng, nhưng thực sự chưa quen với việc phải giữ khoảng cách với các đồng đội. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng hết mình trong buổi tập ngày hôm nay và làm quen dần với việc giãn cách an toàn. Tiền vệ Yangel Herrera là cầu thủ thứ 3 tại La Liga dương tính trong đợt xét nghiệm COVID-19 trước khi trở lại tập luyện. Trước đó, Renan Lodi của Atletico Madrid và Alex Remiro của Real Sociedad là những cầu thủ được ghi nhận dương tính. Yangel Herrera chưa hề có triệu chứng nào và có ít nguy cơ lây nhiễm. Tuy nhiên, anh vẫn phải tự cách ly và tiếp tục có những đợt xét nghiệm tiếp theo trước khi trở lại tập luyện cùng tập thể câu lạc bộ Granada. Liên tục chấn thương và phong độ sa sút, đó là những lý do khiến cho Samuel Umtiti bị liệt vào danh sách thanh lý của Barcelona. Sắp tới, trung vệ này rất có thể sẽ trở thành một phần trong kế hoạch chiêu mộ Lautaro Martinez của đội bóng xứ Catalonia. Umtiti, Julio Firpo, Semedo, Arturo Vidal, Rafinha và Toribio là 6 cầu thủ được Barcelona đặt lên bàn đàm phán để Inter lựa chọn. Mục đích là để đội bóng của Italia chịu nhả chân sút số 1 Lautaro Martinez. Trong trường hợp Inter chịu lấy 1 đến 2 người thì Barcelona cũng bớt được đáng kể số tiền mặt phải trả. Hiện tại phí chuyển nhượng của Lautaro Martinez ước tính không dưới 110 triệu euro. Trong khi đó, ở một thương vụ khác, đội bóng xứ Catalonia đang gặp rất nhiều thuận lợi. Khi có tin cho hay, tiền vệ Miralem Pjanic đã đồng ý chuyển tới Tây Ban Nha thi đấu. Vấn đề chỉ còn nằm ở phí chuyển nhượng và phương thức chuyển nhượng với câu lạc bộ chủ quản Juventus. Phía Barca tiếp tục đưa ra phương án đổi người và ba cái tên được nhắc tới là Rakitic, Vidal cùng Arthur. Nếu Juve muốn tiền mặt thì mức phí mà họ yêu cầu là 65 triệu euro. Tại Anh, Chelsea đã mở lại cuộc đàm phán với Leicester City về trường hợp của Ben Chilwell. Đội bóng của huấn luyện viên Frank Lampard đang cần bổ sung một cầu thủ chất lượng ở vị trí hậu vệ bên trái, nơi mà Marcos Alonso cùng Emerson Palmieri đều không thi đấu thực sự ổn định. Trở ngại cho The Blues sẽ là phí chuyển nhượng khi nhiều chuyên gia dự đoán Leicester sẽ ép giá khoảng trên dưới 80 triệu bảng, giống như cái cách mà đội bóng này đã bán Harry Maguire cho Manchester United.
Như chúng ta đã biết, mới đây Liên đoàn xe đạp thế giới đã công bố lịch thi đấu điều chỉnh của mùa giải 2020 và tâm điểm tất nhiên là ba giải Grand Tour. Trong khi Tour de France vẫn được giữ lịch thi đấu từ cuối tháng 8 đến cuối tháng 9 như ban tổ chức đã xác định cách đó vài tuần, thì Giro d'Italia và La Vuelta lại bị trùng lịch trong các ngày từ 20 đến 25 tháng 10. Riêng La Vuelta còn thiệt thòi hơn nữa, họ đã bị mất 3 chặng ở Hà Lan vì tình hình dịch bệnh và giờ thì một số chặng đua khác cũng phải thay đổi lộ trình. Mới đây, ban tổ chức La Vuelta đã đưa ra quyết định giải đua xe đạp này năm nay sẽ không đi qua Bồ Đào Nha như kế hoạch vì dịch Covid-19. Với tuyên bố này, thì hai chặng 15 và 16 sẽ phải thay đổi lộ trình. Thay vì đi qua Bồ Đào Nha, thì nó sẽ được diễn ra ở Tây Ban Nha. Như vậy, La Vuelta năm nay sẽ chỉ có một chặng là thi đấu bên ngoài lãnh thổ Tây Ban Nha. Đó là chặng đua đến Col du Tourmalet của Pháp. Bởi trước đó, giải Grand Tour thứ 3 trong năm của làng xe đạp thế giới này đã quyết định hủy bỏ 3 chặng đầu tiên ở Hà Lan. La Vuelta năm nay sẽ chỉ còn 18 chặng và các quarter sẽ khởi hành tại Irun Subat bắt đầu từ ngày 20 tháng 10 tới. Bản tin Thế giới Thể thao sẽ tiếp tục với những tin tức liên quan đến bóng đá Việt Nam. Lúc này, giải vô địch quốc gia Hà Lan đã sớm kết thúc, đồng nghĩa với việc Đoàn Văn Hậu không còn cơ hội để khoác áo đội một Heerenveen ở mùa giải này. Thật khó mà nhìn ra tương lai của hậu vệ 21 tuổi ở xứ sở Hoa Tulip khi hợp đồng mượn sắp hết hạn. Thế nhưng, Văn Hậu vẫn bày tỏ nguyện vọng tiếp tục gắn bó với Heerenveen và có vẻ như đó cũng là mong muốn của phía câu lạc bộ. Mới đây, Heerenveen đã gửi thư tới câu lạc bộ Hà Nội để đàm phán về tương lai của Đoàn Văn Hậu. Đội bóng Hà Lan muốn có một cuộc làm việc chính thức với nhà đương kim vô địch V-League để bàn bạc những vấn đề như mức lương, số trận và thời hạn thi đấu. Lá thư mà Heerenveen gửi tới câu lạc bộ Hà Nội như lời khẳng định đội bóng vẫn muốn có sự phục vụ của Đoàn Văn Hậu. Huấn luyện viên Johnny Johnson cũng mong muốn cầu thủ sinh năm 1999 ở lại với đội bóng. Về phần các đội bóng trong nước, lúc này tất cả đều đang tích cực chuẩn bị cho ngày bóng lăn trở lại, trong đó có Sông Lam Nghệ An. Câu lạc bộ này sẽ tiếp đón Bình Định ở vòng loại cúp quốc gia và trước đó họ sẽ chạy đà bằng một trận giao hữu rất quan trọng với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Vào ngày 16 tháng 5 tới, Phan Văn Đức và các đồng đội sẽ có trận giao hữu gặp các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trận đấu này sẽ được diễn ra trên sân tập Thạch Hà, huyện Thạch Hà, bởi sân Vinh đang được cải tạo chờ ngày V-League trở lại. Ở thời điểm này, một số cầu thủ Sông Lam Nghệ An đang phải mặc thêm áo khoác để ép cân sau một kỳ nghỉ dài do giãn cách xã hội. Một tin không vui đối với thầy trò huấn luyện viên Ngô Quang Trường, hậu vệ Xuân Mạnh đã tái phát chấn thương và khả năng quay lại trong tháng 6 vẫn đang bị bỏ ngỏ. Được biết, hậu vệ này mới trở lại sau chấn thương cổ chân hồi tháng 2 vừa qua. Ngoài trường hợp của Xuân Mạnh, Vương Quốc Trung và Mai Sĩ Hoàng cũng đang bị đau sau buổi tập trên sân phụ. Thưa quý vị, sau Magnus Carlsen Invitational, sắp tới làng cờ vua sẽ có thêm một giải đấu online hấp dẫn nữa diễn ra từ 15 đến 17 tháng 5, tên gọi là Stennis Memorial. Đáng chú ý, giải đấu này sẽ có sự tham gia của kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm. Tại đây, anh sẽ có cơ hội so tài cùng vua cờ Magnus Carlsen cùng rất nhiều đối thủ mạnh khác. Trở lại với những tin tức trong nước. Tại giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA, sau những ngày im hơi lặng tiếng chứng kiến các đội bóng đàn anh công bố danh sách cầu thủ bảo vệ, giờ đây đến lượt Nha Trang Dolphins công bố cái tên đầu tiên trong danh sách của mình. Đó chính là cầu thủ trẻ đang khoác áo Sài Gòn Heat, Huỳnh Vĩnh Quang, người đã từng khoác áo đội trẻ Việt Nam. Đây được coi là bản hợp đồng khá bất ngờ khi Nha Trang Dolphins nhận về Vĩnh Quang cộng một lượt bảo vệ của Sài Gòn Heat và trao cho đội bóng này lựa chọn đầu tiên của mình. Như vậy, Nha Trang Dolphins sẽ có cho mình 5 lượt bảo vệ cầu thủ, qua đó gia tăng đáng kể số lượng cầu thủ để chuẩn bị cho mùa giải mới. Còn tại Thăng Long Warrior, theo thông tin chính thức của VBA, họ được phép lựa chọn một cầu thủ mà Đà Nẵng Dragons đã bảo vệ ở mùa giải năm nay. Với quyền lựa chọn của mình, những chiến binh đã đưa trung phong Nguyễn Văn Hùng tới nhà thi đấu Tây Hồ. Tại mùa giải vừa qua, cầu thủ sinh năm 1995 ghi trung bình 9,4 điểm và 5,4 rebound mỗi trận
Như vậy, tại VBA năm nay, Thăng Long Warrior sẽ có sự phục vụ của 5 cầu thủ Justin Rằng, Nguyễn Văn Hùng, Hoàng Thế Hiền, Đặng Thái Hưng và Nguyễn Thành Đạt. Thưa quý vị, hôm nay là Chủ nhật và chúng tôi xin lưu ý rằng chương trình tạp chí Bóng Đá TV sẽ lên sóng vào lúc 19 giờ và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại lịch sử của câu lạc bộ Chelsea. Đó cũng là những thông tin cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.